Nhà chức trách Nam Phi ngày 3 tháng 1 thông báo một người đàn ông 49 tuổi đã bị bắt giữ với cáo buộc đột nhập, phóng hỏa, làm hư hỏng tài sản nhà nước sau khi đốt tòa nhà quốc hội của nước này ở thành phố Cape Town. Nghi phạm sẽ hầu tòa ngày 4 tháng 2, giới chức chưa công bố danh tính của người đàn ông này. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 2 tháng 1 theo giờ GMT, tức 10 giờ giờ Việt Nam, tại khu vực lâu đời nhất trong tổ hợp tòa nhà quốc hội Nam Phi. Khu vực này có nhiều phòng ốp gỗ từng là nơi làm việc của các nghị sĩ. Ngọn lửa sau đó đã lan sang các khu vực được xây dựng mới hơn. Khu phức hợp tòa nhà quốc hội Nam Phi gồm 3 phần, trong đó các phần mới hơn được xây dựng vào những năm 1920 và 1980. Phần cổ nhất của tòa nhà quốc hội được hoàn thành năm 1884 là nơi lưu giữ các kho báu, trong đó có khoảng 4.000 di sản và nhiều tác phẩm nghệ thuật có niên đại từ thế kỷ 17, đặc biệt như tấm thảm cây Skama dài 120m ghi lại lịch sử Nam Phi từ các dân tộc bản địa đầu tiên cho đến các cuộc bầu cử lịch sử năm 1994. Người đứng đầu lực lượng an ninh Cape Town, Jean-Pierre Smith cho biết, chi phí xây dựng lại cấu trúc bị phá hủy ước tính lên đến vài trăm triệu đô la Mỹ.